gì chưa? Chỉ sau một đêm đã rất nhiều người phát hiện rằng mình có siêu năng lực, có thể bắn bẻ miếng khoai tây bằng tay. Mình cũng đã mua một gói bim bim khoai tây về để thử nghiệm xem liệu mình có siêu năng lực đấy không. Đầu tiên để miếng bim bim khoai tây vào lòng bàn tay, tập trung dồn hết công lực vào ngón tay. Giờ khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến. Miếng bim bim đã bẻ thành đôi. Mình đã nghi ngờ vào khả năng và thử lại rất nhiều lần. Wow, vậy là cuối cùng mình cũng có siêu năng lực thật sự. Phải đi khoe anh Tép mới được. Anh Tép ơi, anh Tép, em có cái này hay lắm. Cái gì đấy? Bây giờ em sẽ biểu diễn siêu năng lực của em cho anh xem. Có cái gì mà siêu năng lực? Đây là một miếng bim bim nguyên vẹn. Em sẽ để nó vào tay. Anh nhìn kỹ đây này. Boom, ha, anh thấy chưa? Úi giời, cái trò này siêu lắm rồi. Chỉ cần lấy dây chun, lồng vào tay, kẹp vào ngón út, rồi lấy ngón cái giữ lại, đặt bim bim lên và xòe tay là được. Anh cũng biết à? Mày định đưa ai? Cái đồ quê quê. Cuối cùng cũng bị lộ. Kẹo cầu vòng thơm ngon. Kẹo của mình đâu rồi? Đâu mất rồi nhỉ? Rõ ràng vừa ở đây cơ mà. Ai? Ai lấy của mình? Úi chà chà, kẹo ngon đấy. Đi ra là anh Tiếp. Này, đây là kẹo của mình. Bực mình thật. Thôi chết rồi. Đây mới là kẹo của mình cơ mà. Ngon 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 ngon.